Xin chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với video báo giá của em Hoa VHV Auto, địa chỉ 19A đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận báo giá tốt nhất, thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của em Hoa VHV Auto đã ghi ở phía dưới màn hình. Có mặt tại Việt Nam từ những năm 2000, Toyota Land Cruiser luôn là mẫu SUV cỡ lớn được khách hàng Việt tin tưởng và lựa chọn, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp, quản lý cấp cao sử dụng trong các chuyến đi xa. Xe giúp các chủ nhân vượt mọi cung đường hiểm trở và đèo dốc. Ưu điểm của Toyota Land Cruiser so với các dòng xe sang nằm ở sự bền bỉ, vận hành ổn định. Có thể cày được nhiều loại địa hình mà xe sang không thể đi được. Và chiếc xe mà em Hoa VHV Auto giới thiệu ngày hôm nay đó chính là chiếc xe Toyota Land Cruiser sản xuất vào năm 2020 bản nâng cấp. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe sở hữu ngoại thất màu trắng và nội thất màu nâu. Tên cá nhân sử dụng lăn bánh 9 vạn km, khu lịch sử hãng. Về phần ngoại thất thì anh chủ cũng đã nâng cấp cho chiếc xe lên bộ body kit của phiên bản Trung Đông, càng tăng thêm sự sang trọng và khỏe khoắn cho chiếc xe. Bên cạnh đó là bộ mâm Trung Đông cũng được anh chủ nâng cấp lên. Chủ xe cũng đã độ cửa hít, càng tăng thêm tính sang trọng và khẳng định đẳng cấp của chủ nhân. Bản nâng cấp 2020 thì được trang bị rất nhiều những tiện nghi và option cao cấp như là hệ thống để nổ start top, màn hình giải trí trung tâm 7 inch, cửa sổ trời, hộp lạnh, kính sau tối màu, cốp điện cùng rất nhiều những tiện ích cao cấp khác. Và giá đang chào bán cho chiếc Land Cruiser LC200 2020 tại VHV Auto chỉ với 4 tỷ 150 triệu đồng. Lexus RX300 sản xuất 2021 màu xanh lục bảo sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho anh chị và các bạn đang tìm kiếm một mẫu SUV hạng sang với thiết kế đẹp mắt, trẻ trung. Đi cùng với đó là công nghệ hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt. Chiếc xe này của VHV Auto thì sản xuất vào năm 2021. Ngoại thất màu xanh lục bảo và nội thất màu nâu, một chủ sử dụng từ đầu, lăn bánh 3 vạn mai, khu lịch sử, giá chào bán chỉ 2 tỷ 880 triệu đồng. Là anh em một nhà với chiếc xe được mệnh danh là bền bỉ nhất thế giới, Toyota Land Cruiser Prado sản xuất vào năm 2017. Ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem vẫn giữ được chất lượng zin nguyên bản. Xe là đứng tên cá nhân và lăn bánh là 13 vạn km, full lịch sử. Trên chiếc xe này thì anh chủ cũng đã lên rất nhiều đồ chơi, lên đến gần 50 triệu đồng và vừa bảo dưỡng cấp lớn. Nên quý khách hàng về chỉ việc sử dụng thôi ạ. Và những đồ chơi mà anh chủ nâng cấp trên chiếc xe có thể kể đến như là 4 lốp vừa mới thay, màn hình DVD Z-Tech, cam lùi, cảm biến áp suất lốp, loa sub X8 Pro, ắc quy, gạt mưa, T-Cop. Với rất nhiều những trang bị mà anh chủ cũ vừa mới nâng cấp cho chiếc xe thì sẽ là một món hời dành cho quý khách hàng đang tìm kiếm chiếc Prado cùng đời 2017. Giá đang được VHV Auto chào bán là 1 tỷ 550 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc Range Rover bản Vought Long Wheelbase sản xuất vào năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc. Ngoại thất màu trắng và nội thất là màu đen. Xe được trang bị option như là đèn nội thất tùy chỉnh, cửa hít bật lên xuống tự động, màn hình 20 inch, cửa sổ trời, ghế VIP, hai màn hình gối đầu, camera 360 độ, âm thanh Meridian đỉnh cao của Anh Quốc, nâng hạ gầm, động cơ 3.0, 7 chế độ lái. Chiếc xe này của một chủ sử dụng từ mới, tên cá nhân lăn bánh 4 vạn mai, full lịch sử và giá đang chào bán là 5 tỷ 890 triệu đồng. Bên cạnh là chiếc Range Rover Autobiography Long Wheelbase máy 5.0, ngoại thất màu trắng và nội thất màu đỏ, giá chào bán là 2 tỷ 450 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc xe BMW 528 sản xuất 2013, ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, xe lăn bánh 9 vạn km, giá chào bán là 615 triệu đồng. Ford Everest luôn là một trong ba lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam trong phân khúc SUV 7 chỗ, bên cạnh những thương hiệu như là Toyota Fortuner hay là Hyundai Santa Fe thì VHV Auto thì đang có sẵn và giao ngay chiếc Ford Everest phiên bản 2.0 Titanium 1 cầu
sản xuất vào năm 2020, ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, tên cá nhân sử dụng chủ đi cực là giữ gìn. Giá chào bán cho chiếc Everest là 890 triệu đồng. Xe được trang bị rất nhiều option như là đèn nổ start stop, cam lùi, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, cúp điện. Xin mời anh chị và bạn chúng ta cùng di chuyển vào bên trong. VHB Auto cam kết tất cả những chiếc xe mà chúng tôi bán ra đều không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, bao test hãng, check hãng toàn quốc, hỗ trợ các thủ tục vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi nhất, hỗ trợ các thủ tục sang tên đổi chủ nhanh chóng và thuận tiện. Và trước mắt anh chị và các bạn là chiếc xe Mini Cooper phiên bản Clubman, sản xuất vào năm 2016. Xe một chủ sử dụng từ đầu, lăn bánh 6 vạn km, giá chào bán là 999 triệu đồng. Bên cạnh là chiếc tiểu Mini Cooper, chiếc Suzuki Swift sản xuất vào năm 2023, bản GXL siêu lướt, xe lăn bánh 1 vạn km, ngoại thất màu xanh và nội thất màu đen, tên cá nhân sử dụng, giá chào bán là 545 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc BMW 320 bản LCI sản xuất vào năm 2016, ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem. Chiếc xe này thì hiện tại chúng tôi đang chào bán với giá là 599 triệu đồng. Trên đây là giá chào, giá giảm xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số hotline của MHVHB Auto để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.